Khi chiến sự tại Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng, thì cuộc sống của người Việt tại đất nước này cũng ngày càng khó khăn và nguy hiểm. Những ngày qua, các gia đình có con em đang ở Ukraine như ngồi trên đống lửa, lo lắng cho sự an nguy của người thân. Ghi nhận tại tỉnh Nghệ An, nơi có hàng nghìn người sinh sống và làm việc tại Ukraine. Suốt mấy ngày trú ẩn ở dưới hầm, chiều qua gia đình gồm 6 thành viên của con gái bà Phan Thị Vân đã rời thành phố Odessa phía nam Ukraine, sơ tán đến Moldova. Thông tin cuối cùng về gia đình con gái chỉ có vậy và hôm nay, sau nhiều cuộc gọi, bà vẫn không thể liên lạc được với con gái mình. Bà như ngồi trên đống lửa. Hiện tại là 5 ngày ở dưới hầm, ngày vừa qua thì các cháu là đi sang nước láng giềng để lánh nạn. Thì ngày hôm qua là đi cả ngày, thì như hiện tại thì là gia đình cũng chưa liên lạc được, thì các cháu không nói hết được cái chuyện lo lắng, không ăn không ngủ, rồi là cứ lo nữa chứ bò bom bãi đàn bạn là không ngủ được, lo hết sức. Lo lắng là tâm trạng chung của các gia đình đang có người thân sinh sống tại Ukraine. Sau nhiều giờ nỗ lực liên lạc với gia đình, con trai út đang sinh sống tại thành phố Odessa, Ukraine, cuộc gọi của ông Tạ Quang Toàn cũng được kết nối. Thế nhưng cuộc nói chuyện chỉ diễn ra chóng vánh khi mọi người đang vội vàng lên đường sơ tán đến nước láng giềng, Moldova, cách đó 300 km. Thế thì bây giờ là con bắt đầu đi lên xe đi phải không? Vâng, bây giờ ra ngoài rồi. Tổng bao nhiêu người đi đây? Con cũng không đếm đâu, nhưng mà nói chung là Bắc Thắng này, đây nữa, mà Bim, Maya, với một anh nữa. Chứ mục đích đi sang đó là có cái chỗ nào để cho mình tạm trú chứ? Đi tị nạn. Thông tin của người thân ở Ukraine luôn được cập nhật về quê nhà. Chiến sự ngày càng căng thẳng và nguy hiểm. Người ở nhà chỉ có thể hình dung và chia sẻ động viên. Mong ước lớn nhất là sớm đón được con em mình về nhà, tránh bom rơi, đạn lạc. Đột ngay là ở trong hầm, trong nhà thôi. Cứ nghe cái tiếng của... Ở đó thì xảy ra chiến sự, nhưng mà xung quanh là gần là chiến sự là xảy ra nhiều rồi. Sạt ngay rồi. Thế giờ là đêm cả coi thì bạo động liên tục. Người thì ở dưới hầm thì cũng được đi ra ngoài nữa, mà để đảm bảo cái an toàn tính mạng mà. Cầu mong văn thắng mà hai nước hòa thuận lại, chậm dứt chiến tranh để cho ổn định đời sống cho con nhân dân, để chứ nói chứ làm cha làm mẹ chủ coi chứ ăn ngon ngủ yên, nói chứ mong muốn như mong muốn con về nhà. Không ít làng quê nghèo ở Nghệ An đã thao thức nhiều đêm qua. Những gia đình có người thân đang kẹt lại trong vùng chiến sự rối bời, lo lắng. Chỉ mong con em được về nhà càng sớm càng tốt. Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày hôm nay mùng 2 tháng 3, cả nước có 5 tỉnh vùng cam là Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng và Yên Bái. 19 tỉnh vùng vàng, 39 tỉnh thành vùng xanh và không có tỉnh nào là vùng đỏ. So với 2 tuần trước thì số tỉnh thành vùng cam đã tăng thêm 4, vùng vàng tăng thêm 1. Hai đô thị lớn nhất của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều là vùng xanh. Số địa phương vùng vàng và vùng cam tăng do những ngày qua ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận một tuần qua là khoảng 80.800 ca mỗi ngày. Hiện tại địa bàn vùng cam phải hạn chế hoặc là dừng nhiều hoạt động như sự kiện trong nhà, ngoài trời, vận tải hành khách công cộng, bán hàng rong, vé số dạo, cơ quan công sở phải giảm số người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến. Thưa quý vị, trước thực trạng người dân phải xếp hàng chen chúc chờ đợi để được công nhận F0 xảy ra tại nhiều phường trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội vừa quyết định chứng nhận F0 bằng hình thức online. Theo đó, việc xác nhận F0 hay hết thời gian cách ly, người dân có thể tự làm test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp. Hiện đã có những trạm y tế thực hiện chứng nhận online cho F0 qua Zalo nhóm. Thì công việc của mình hiện tại là mình thứ nhất đó là làm lại cho chị cái test, quay lại cái clip mà cả nhà mình làm hôm nay đi. Được chưa? Xong rồi có các triệu chứng gì thì ghi rõ vào, chụp lại hình ảnh nữa gửi ra cho chị. Thế sau đó có muốn lấy giấy nghỉ bảo hiểm thì báo chị, được chưa? Theo đó, khi một người tự test dương tính sẽ được hướng dẫn đến cơ sở y tế để test lại, hoặc nhân viên y tế tại trạm y tế phường Cầu Diễn sẽ yêu cầu người dân quay lại toàn bộ quá trình test lấy mẫu, sau đó gửi vào Zalo để nhân viên y tế giám sát.
nếu đạt yêu cầu sẽ được gửi một mã quét khai báo để được công nhận F0. Người ta đã làm lần đầu mà bọn tụi mình, các bạn sẽ tư vấn, các bác phải làm lại một lần nữa và quay video. Bọn tớ theo dõi, nếu như các bạn mà làm theo đúng thủ tục, ví dụ từ lúc mà đưa que vào như nào và xong rồi thì chúng tớ, bạn y tế sẽ xác nhận vào đấy là được, và tớ sẽ ký một bên và tổ dân phố phải xác nhận là người của tổ dân phố. Đấy là bọn mình, quy trình của bọn mình phải làm được như thế. Chứ còn nếu không có quy trình đấy thì nếu như tổ dân phố không xác nhận, có trường hợp có thể nó ở nơi khác họ quay, nếu mình không xác nhận tổ dân phố thì là không được. Do đó bọn mình sẽ phải có cái xác nhận, là phải tổ dân phố xác nhận đấy là đúng người ở đấy. Mặc dù số ca mắc cao nhưng vì triển khai các quy trình qua hình thức online, gần như trạm y tế này không có tình trạng quá tải hay người dân xếp hàng chờ đợi. Hiện nay, quy trình cấp giấy chứng nhận F0 và quyết định cách ly được quận Nam Từ Liêm triển khai linh hoạt theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, giám sát online chiếm khoảng 90%. Cụ thể, với bước ban đầu là ra quyết định cách ly. Sau khi có quyết định của phường, sẽ được nhân viên y tế chụp và gửi lên nhóm Zalo cho các F0. Khi F0 khỏi bệnh, muốn lấy bản cứng thì sẽ gặp y tế của phường. Địa bàn chúng tôi khoảng hơn 20.000 ca F0, và để mà giảm tải cho trạm y tế trong trường hợp người dân tới để làm xét nghiệm ấy, thì chúng tôi cũng thứ nhất là triển khai hai cái hình thức theo hướng dẫn của Bộ Y tế, có thể xét nghiệm trực tiếp hoặc xét nghiệm thông qua quan sát của cán bộ y tế. Và hiện nay khoảng 90% cái số F0 mà chúng tôi đều công nhận qua cái hình thức giám sát thông qua giám sát online. Số còn lại mà họ không có cái kỹ thuật, không thể làm được và không đủ điều kiện để quan sát thì chúng tôi phân các cái nhóm, các cái tổ hỗ trợ có thể tới tận nhà để hỗ trợ xét nghiệm cho họ. Mặc dù triển khai hình thức online, tuy nhiên thời điểm này khi số F0 liên tục gia tăng, các phường tại quận Nam Từ Liêm cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Mỗi một ngày khoảng 500 F0, có những phường cao điểm là như vậy, còn trung bình khoảng 200 F0, thì chúng tôi phải thực hiện các cái thủ tục để làm soạn thảo hỗ trợ, gọi tham mưu cho Ủy ban phường soạn thảo các cái quyết định về cách ly. Thứ hai, bên cạnh đấy thì rất nhiều các cái thủ tục nữa, như viết các cái giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nữa. Thì đây là một cái việc quá tải cho cái số nhân lực hiện nay của các trạm y tế còn đi làm trực tiếp được. Trước số ca F0 không ngừng gia tăng, hệ thống y tế cơ sở đã quá tải, nhiều nhân viên y tế dương tính với COVID-19. Lúc này, việc yêu cầu F0 phải ra trạm y tế để test lại thì mới có giấy chứng nhận F0 sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Thay vào đó, các phường xã trên địa bàn thành phố cần ứng dụng công nghệ tối đa để quản lý F0, giảm tải cho y tế phường xã là điều cần thiết.